Chào mừng các bác trở lại với channel của Thị Chiến. Hôm nay em lại tiếp tục làm ở vườn cây của anh Út Bầu, nghệ nhân Út Bầu, quê gốc ở Châu Đốc. Thì trước mắt các bạn, đây là một cây me. Cây me này thì được các nghệ nhân ở khu vực phía Nam đánh giá nó là một cây đẹp nhất. Nó là một cây me đẹp tầm cỡ của Việt Nam, nếu mà tính về hàng cây to, cây khổng, cây khổng lồ. Những cây của anh Út thì như chúng ta đã xem ở cái clip về cây mưng về phía trước rồi. Cây me này có tổng chiều cao rơi vào tầm độ 5,5 m đến 6 m. Tất cả từ dưới lên đến phần ngọn anh cũng làm tay dăm, tất cả đều cắt giật. Đấy là chúng ta đứng từ xa nhìn, chúng ta bắt đầu vào tổng quan nhìn cái cây này các bác nhé. Đây, chúng ta nhìn thấy độ sần sùi u cục của cái thân này. Những cái u cục ấy phải đo vào phải tầm được 40 cm, 30 cm, tùy những cái to cái nhỏ các bác nhé. Rất là nhiều từ dưới lên. Nó sừng sững đứng, nó là một cây trực lắc các bác ạ. Nó sừng sững đứng giữa trời mây, nhìn rất là hùng vĩ, nhìn rất là đẹp. Ở cái cành rơi này thì nó hoàn toàn tự nhiên, được anh tạo tác thêm một tí ở phía phần dưới này. Phần tạo tác rơi vào tầm khoảng 1 m, cho 1 m đi. Còn những tay bông được anh tận dụng tất cả những cái điểm tự nhiên của nó để anh làm ra cái tác phẩm này. Cái tác phẩm này lên đến đỉnh ngọn thì vẫn là cắt giật, tất cả hầu như đều cắt giật. Những cây cắt giật mới là hiếm, mới là lâu công, công sức bỏ ra đòi hỏi rất là cao. Đây là cái phần chân bệ của nó, rất là gọn gàng, rất là đẹp, ấn tượng. Ở đây là một con tử phụ họa ra cho cái cây này. Nhưng đây độ sạch sầu u cục của nó các bác này. Đây, bộ tay gạch của nó các bác nhìn có sướng không? Những hàng mà to thế này mấy người rất ít các bác vẽ những tay xương ra cho nó theo kiểu này. Anh Út trước ở Châu Đốc, anh là cũng là chủ tịch của câu lạc bộ sinh vật cảnh Châu Đốc. Anh cũng có tham gia ở Tiền Giang. Đây là một phần bên một cái mặt khác của nó. Chúng ta mỗi cây chúng ta nhìn vào bốn góc cạnh của nó. Các bác nhìn thấy cái độ này thì chúng ta thì không cần bật tuổi đúng không? Cây me này theo chia sẻ của một số nghệ nhân kỳ cựu phía Nam bảo cây me này cũng phải là vài trăm tuổi, không phải là ít. Già hơn thì cũng có, nhưng mà lại là đệ mà tạo nên là thành cái tác phẩm nghệ thuật thì là chưa có. Tiếp tục, đây là mặt sau của cây. Lúc nãy theo cái mặt chính của nó nằm ở bên kia, nhưng mà chỗ cái em vừa quay đấy thì nó là một góc, một phần của cây. Ở đây chúng ta có thấy những độ sần sùi của nó các bác này, những cái u cục của nó này. Đây, các bác có muốn biết cây này bao nhiêu tiền không? Rất là nhiều tiền. Chỗ này hơi ngược sáng một tí. Đúng là không phải cây đẹp thì không phải là của anh Út Bầu. Rất là đẹp. Những cơ duyên đưa anh đến với sinh vật cảnh. Đây là một cái góc khác của cây.
Nãy giờ chúng ta nhìn ba mặt và đây là mặt thứ tư của nó. Phải nói là rất là công phu. Đây là một góc nhìn toàn cảnh về cái cây này. Ở phần này nó hơi ngược sáng một tí các bác nhé, thông cảm nhé, nhưng mà em phải lấy hết tất cả bóng của nó vì ra ngoài kia cũng lấy được nhưng phải ra ngoài đường các bác. Các bác thấy ô tô chạy qua đấy không? Nên không ra được. Chấp nhận một tí vì nó là đẹp. Đây. Lại một cái góc khác của nó nữa. Những tiểu cảnh được anh đặt lên để phù họa thêm cho cây. Một tiên lão đang còn đọc sách. Một con trâu. Ở đây thì một cái rễ ở dưới bệ của nó có một cái vết lũa thế này thì nó tạo nên cái điểm nhấn, tạo nên cho nó có kiểu thời gian bào mòn. Tất cả những cái gì đã nguôi ngoai theo thời gian thì nó phải là phải bị bào mòn. Rất là đẹp, rất là nhiều điểm nhấn, rất là nhiều chi tiết của cây. Đây, lại một góc khác của cây này. Những cây này nói thật với các bác nhé, nó không phải là ít tiền đâu, nó rất là nhiều tiền đấy. Là vì đem cái số tiền lên đây thì chủ cây không muốn đem. Các bác muốn biết thì cứ hỏi chủ cây thôi. Để em lấy cái số điện thoại của chủ cây cho các bác được xem nhé. Số điện thoại của anh là 0919009009. Đấy là một số, còn một số nữa các bác này. Một số của anh nữa là 0919. À em nhầm rồi. 0909192929. Đấy là số điện thoại của chủ nhân út bầu chủ cây các bác nhé. Tiếp tục đây là một cái góc như khác, nhìn khác của cây me này. Em để cho các bác được nhìn luôn. Rất là đẹp, rất là sừng sững giữa trời mây. Của anh có rất là nhiều cây quý. Tổng vườn cây của anh nếu tính ra phải hàng chục tỷ, không phải là ít. Những cây này thì thực ra anh nói thì trước đây anh cũng mua rất là vừa tiền, rất là ít tiền, không phải là nhiều. Nhưng mà quá trình mua về rồi nhìn được dáng thấy ban đầu, bắt đầu về tạo tác lên, vẽ tay dăm cho nó, rồi là chăm sóc nó, đầu tư chậu công sức vào để được như ngày hôm nay, thì những ngày mà chịu đựng về cái độ cho nó có độ đẹp như bây giờ thì cũng là rất là gian nan, rất là lấy đi mất rất là nhiều thời gian của anh. Clip về cây me đẹp nhất Việt Nam ở đây thì em cũng xin phép được dừng. Các bác hãy để lại bình luận, ý kiến, comment, góp ý. Và chúng ta cùng bình luận về cây này. Những cái độ, những cái đường đẹp riêng có thể là trong clip các bác thấy được. Nhưng em bây giờ đang làm clip thì không có thời gian để mà ngắm nhìn các bác nhé. Xin chào và hẹn gặp lại các bác ở những clip tiếp theo. Còn một
một số cây rất là độc đáo của anh Út Bầu nữa.